Nhưng mà sao giải OTA Naraka bây giờ ông vẫn được tham gia này? Thì sao đâu, tôi đâu phải streamer Facebook nữa Tưởng là không phải stream vào Facebook không? thì không được Thì cùng stream. một người streamer Facebook đăng ký thêm mấy người nữa à? À, tôi Một tưởng là bây người giờ đại kiểu diện như đăng là ký cái gì đó. tôi tưởng là ông vẫn đang làm cái hợp đồng VOD thì vẫn Ờ vẫn biết vẫn là thuộc OTA. không, làm Không VOD luôn để đăng video đi thôi chứ đâu phải là streamer đâu, đâu phải creator đâu, VOD khác, creator khác. Tính ra creator là sáng tạo nội Hoàng dung đổi tên không rồi mà. phải, Hoàng đổi tên đâu, Hoàng đổi acc. Hôm nay Hoàng nó đổi acc để nó lấy con Matari, cái acc của nó, con Matari nó chưa có mở skill. Đổi tên đâu mà đổi tên. Giết giết. Nước e xỉa vô này. Thằng Ken là sao đít mọi người ơi. Timo này, Timo này. Bà xấu chết rồi đấy. Đó, ok. Chưa đánh lại. Con lìn Timo nó cứ mù mù hoài, ghét thật. Cái mày đi mít đâu? Thì em ra rồi em cứ ra đường này cho anh đi. đi khác lên với con Timo được không? Con Timo ấy đi top ấy. Thì tôi lên top cho. Bobby đi lên top đi. Anh không đi với con Timo đâu, nó mù anh không làm gì đâu. Được rồi, Timo đi boss rồi, Timo đi không boss rồi, không Timo đi tốt. boss rồi. Em ở Ok, đây thì anh đi với thằng đánh gần nhá. Em đi em tận bốc hơi nhá. đi. Ok. It shall be done. Giết ra ngoài. Giết thằng này. Này, rồi giết thằng này luôn. Ngon. Đấy. Support liền, support liền. Nhờ nè. Nhờ nè. Nhờ nè. Xin giao mà dám nhờ nè. Xin thông ạ. Giờ nhờ anh em nhà bác sĩ à? Dám nhờn. Ra mít cả nhẹ này. Được anh. A Demacian does not retreat. Có lại bị sáng này. Unstoppable. Nhờ nó nhờ. Không rồi. Được có 4 phút. Ê ạ.
Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Chưa nào. Hay quá anh ơi. Ai ai đang tap ra trên stream mà em anh. Có đi châm. Qua rồi bật đan vick canh quá kìa. Đủ đồ rồi. Em làm phát cho anh băng trụ nhá. Thế là nó chết đấy. Còn được. Trời thế thì. Thế thì mất hết rồi. Anh mình đóng thêm cả cái mùa đông vĩnh cửu thôi. Anh đóng mùa đông vĩnh cửu à? Em này anh chơi CC đã. Bố phản ứng nghiên luôn. Làm phát Rabbit thì cho nó đau khổ ấy. Thôi xong rồi. Đang hiếp tôi trên này không? Đấy cỡ hó. Đi đâu hiểu rồi. Mẹ hai thằng CC trên này sao đã? Má chăm. Rồi mày luôn đó. Nó một kill anh ơi. Mày luôn đó. Ê à, con mèo chịu đau. Con mèo chịu đau. Mày chó. Thế tìm mồ nó lên sao đắt. Ồ má lên hiếp không à? Để tôi lên xử lý nó không? Tôi cao tờ cứng của nó đây. Tìm mồ thì chịu rồi. Ôi cái kia là cái kia là turret plating will fall. Triumph. Tôi đang điều chỉnh live stream lại đánh nhau. Mẹ con chó Timo lại lên đây à? Đó mày lên đấy, mày lên đấy, tao xỉa chiếc cụ mày lên đấy. Mày hiếp tôi đi này này. Mẹ nó. Lên bạn ơi. Lên lên bạn ơi. Ây à, nó chống dụng bạn ơi. Láo. Má chó Timo kìa, à, lấy trụ luôn à. Lucian chúng tôi. Ôi miss kill rồi, bạn ơi. Bạn ơi, bây giờ đường về đường nào an toàn bạn ơi. Ôi bạn ơi, chặn lấy cái tôi bạn ơi. Ơi.
Cờ hó Timo nó lại lên. Bất lực ấy. Bạn ơi, con Timo nó ỉa phải đến 500 quả đấm đấy bạn ơi. À, tôi đang lên, tôi đang lên. Đi đói làm gì? Ui bạn ơi, tìm bắn cái đầu quá bạn ơi. Rồi. Hay ác đủ mà nó gần chết bạn ơi. Ừ hay. Cái mùi đó bạn ơi. Legendary. Hello người. Hello. Các bạn vừa hồi đáp thì tôi chưa kịp làm bạn ạ. Nó già nó hơi non bạn ơi. Thế à, hôm nay Châu nó gánh hơi lực á. Mà trận cuối thắng cũng hay đó. Hay là bởi vì bên TV đọc chưa kỹ thuật. Nên là bọn mình Trời ơi, team mình là team yếu nhất rồi bạn ơi. Thật đấy. Ừ, thề team bọn mình là team yếu mẹ nhất vũ trụ. Người đứa hiểu sao thắng được ảo ma vãi nồi. Victory calls. Nó định dính em. Nó định dính em anh ạ. Mẹ nó. Vào đây. Con cửa hóa này. Nấm à? Ây à, không đồng hồ được thì đậu má. Chết luôn á. Thì em đổi, không biến gì vậy. Thầy ba với cả Artifact thắng cặp kia không các bạn? Chắc thắng đúng không? Thế à, ba với Artifact thắng Dragon Bee với cả Artifact không? À, sao sống rồi Poppy? Bọn này nó sát em ấy ạ. Thôi được quá. Chọn người để sát. Anti phát 3-0 luôn hả? Anti phát đánh 3-0 luôn rồi kìa. Càng quá. Anh hút sao đẩy máu không? Màu top. Lúc vui vậy. Nè, con Timo lên này, mày thấy nó sợ mày quá. Mày chết. An enemy has been slain. Yêu. Đúng rồi. Con Timo lên này, mày tưởng tao sợ mày ư? Không hề. Anh em ơi, lắp má cùng với. Cùng ăn đấm nó khắp nơi. Đánh lơ blank hệ support. Thằng lắp làm thử cái gì, nhanh cái hand lên vào đây gánh đi Ngọc ơi, phải thế đâu. Đi gánh thôi. Đồng lúc chết chó Timo. Đợi đây, cửa hóa này. Mình phải lên thấy cái trùy gai nữa mọi người ạ. Kháng phép mới được. Hoặc là lên cái lên cái này này. Lên cái khăn ấy, cái gì nó khăn ấy. Đau quá. Cảm giác bớt thằng này, bây giờ mình chỉ cần cái này là đau thủy nhân này. Má nó đau dữ hả? Thôi trùy gai ngon hơn đấy nhỉ. Vào đây. Ơi.
Hay quá nhờ, lặng lách, lặng lách. À, cặp đôi này, có vẻ chiến này. Rồi. Ôm nhau cái trận như gì. Tôi dừng dừng lén lén cái con này được bạn ơi. Đâu ma nó tốc biến rồi. Game phá nhà đi nhở. Cái điểm đông lắm đấy rồi. Đi game phá nhà không? Tôi phá rồi anh ạ. Bọn này nó bắt đầu khỏe. Vì lại đông mày này. Chiến thật đấy chứ. Nè ghê. Nó dập to to cái con chết ảo vãi cả đấy. Cái Kimo nhanh nhá. Mình cần nhiều tiền lắm rồi, chưa mua đồ thôi. Ủa ơi. Chắc để mẹ nó cũng được. Mèo yêu quý của tôi đâu rồi? Làm chắc là quả chỉ gai đi. Hay là ta tính nhân là chỉ gai ngon hơn. Chỉ gai thêm hút máu đi. Chỉ gai đâu thêm hút máu đâu. Chắc là trận sau là phun ra Dũng ơi. Cái xưa bỏ rồi đúng không? Con mèo. À, bị tìm mồi cho này ghét thế nhở. Này cứ ôm con mèo 20 giác thôi. Nãy giờ mới được mèo nó ôm cho một tí. Ơ chết mẹ. Mèo bay đây mèo ơi. A Demacian does not retreat. Mày ayo
50 đồng. 50 đồng. 50 đồng. Victory. Rồi, Ngọc Tít rồi, Ngọc Tít vào chưa? Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh.